Hai mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người món đùi gà rim thơm. Nguyên liệu mà mình chuẩn bị ở đây, 4 cái đùi gà, trọng lượng là khoảng 800g nha các bạn. Đùi gà này mình mua ngoài chợ, mình cũng đã nhờ người ta làm sạch cho mình. Bây giờ thì mình sẽ về và mình rửa sơ lại cho sạch nha các bạn. Đùi gà của mình á, mình rửa sạch thì mình để cho nó ráo nước nha các bạn. Mình sẽ sử dụng là nửa quả thơm. Quả thơm này nếu mà mình nhớ là ở dưới quê hay gọi là quả khóm á các bạn. Mình nhớ lựa cái quả mà nó cho chín vàng đều nha các bạn thì nó sẽ ngọt hơn. Bây giờ mình sẽ rửa sạch. Đùi gà mình rửa sạch và mình để ráo nước. Sau đó thì mình sẽ chặt thành từng miếng vừa ăn nha. Nửa quả thơm thì sau khi mình đã rửa sạch, mình sẽ tiến hành cắt thành từng miếng vừa ăn. Các bạn nhớ bỏ cái phần lõi ở bên trong á, tại vì cái phần này nó sẽ cứng. Mỗi lần mình gọt quả thơm á, mình lấy cái phần cùi này ăn với muối ớt là ngon hết sảy luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp phần gà nha. Mình sẽ cho tất cả nguyên liệu vào chảo nè, thơm nè, gà vào chảo. Mình sẽ nêm nếm là đường, muối, bột ngọt, một ít dầu hào và một ít nước màu cho thịt gà mình nó có màu đẹp hơn nha các bạn. Các bạn nêm cho vừa khẩu vị của mình là được. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên cho cái phần gà này thấm gia vị nè. Mình sẽ ướp trong vòng khoảng 20 phút nha các bạn. Sau khi ướp xong thì bây giờ mình sẽ cho lên bếp và bắt đầu khèo cái phần này nè các bạn. Ở đây mình sẽ không sử dụng dầu ăn nha, tại vì một chút nữa thịt gà của mình nó cũng sẽ tiết ra dầu. Mình sẽ hạn chế được phần dầu ăn. Mình sẽ rim đến khi nào mà cái phần nước nó cạn rồi và phần thịt gà của mình cũng đã chín thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và nhấc xuống nha. Mình sẽ cho thêm một ít ngò rí vào cho nó thơm và nó có màu đẹp nè. Với cách làm này thì cái thịt gà của mình nó sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt của thơm á, rất là dễ ăn luôn đó các bạn. Vậy là mình đã chia sẻ cùng các bạn một cái món làm từ đùi gà rất là dễ ăn và dễ nấu. Hy vọng là các bạn sẽ thích. Đừng quên chia sẻ video, để lại một like và nhấn đăng ký kênh giúp mình ấm nha. Cảm ơn mọi người.